Thấy xe khách màu hồng vừa xuất bến và đi về hướng vòng xoay An Lạc, người đàn ông mặc áo xanh lập tức vẫy tay ra hiệu. Liền sau đó, người đàn ông này ôm theo một bé nhỏ cùng hai người phụ nữ đuổi theo xe. Xe khách sau đó đã tấp vào một trạm xăng và sau rất nhiều cố gắng, các vị khách cuối cùng cũng lên được xe khách màu hồng. Thế nhưng, câu chuyện sau đó đã không còn màu hồng nữa. Xe khách chưa kịp rời đi thì lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu cho tài xế dừng lại vì phát hiện dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ. Tại hồi nãy cũng có hẹn với khách rồi mà tại hồi nãy khách nói nhiều lý do lắm. Nói giờ có em nhỏ qua lộ không được rồi có người lớn tuổi nữa qua cũng khó khăn. Nên hẹn nói thôi ở bên đây có cây xăng dầu thôi chẳng vô cây xăng dầu của công ty mình thường đổ á. Nên mình đổ rồi đó thì người ta lại ta lên được thì lên còn lên được thôi. Tại vì xe chứ đâu có chạy tuyến cố định cũng không có nước khách trục đường. Ngày 11 tháng 11 năm 2022, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc kiểm tra, xử lý xe khách vận chuyển hành khách vi phạm giao thông trên địa bàn đảm trách. Trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp xe khách vi phạm tại khu vực gần bến xe miền Tây. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách sau khi xuất bến thì tấp vào lề đường ngay gần phía trước bến xe và đoạn từ bến xe hướng về vòng xoay An Lạc để đón khách. Nhiều khách cũng không chịu vào bến mà đứng đợi tại lề đường hoặc các trạm xăng dầu để chờ lên xe. Khoảng hơn 8 giờ sáng, đội tuần tra phát hiện một xe khách dừng đón khách phía trước bến xe miền Tây. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm theo quy định. Đến gần 11 giờ, lực lượng cảnh sát giao thông lại tiếp tục phát hiện một xe khách dừng đón khách cũng tại khu vực phía trước bến xe miền Tây. Trong lúc đang xử phạt xe khách này thì một xe khách khác lại tấp vào đón khách ngay phía trước xe vi phạm. Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Sau khi xác định lỗi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt theo quy định. Theo quy định, với các lỗi liên quan tới việc đón khách sai quy định, tài xế các xe khách sẽ bị xử phạt 1,5 triệu đồng và xử tước giấy phép lái xe 2 tháng. Cho như thế này bài học của anh em tài xế rút kinh nghiệm, lần sau giờ khách có hẹn thì cũng không dám rước đón trả gì ở đâu hay là cây dầu gì hết. Bên cạnh tuần tra xử phạt các xe khách dừng đón khách không đúng quy định, cảnh sát giao thông Phú Lâm còn phối hợp với thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra các bến bãi xe trên địa bàn. Trước đó, đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cũng tăng cường công tác xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách, tập trung vào các hành vi vi phạm, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm về hành trình, thời gian niêm yết, vi phạm liên quan đến xe dù, bến cốc. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đang tăng cường rà soát các điểm có nguy cơ phát sinh hành vi đón trả khách không đúng quy định như tại các khu vực, địa điểm có mặt bằng rộng, các cây xăng, cửa hàng. Ngoài ra còn có các điểm nóng vi phạm như khu vực bến xe miền Đông, ngã tư Thủ Đức, bến xe An Sương, bến xe miền Tây.